AirVisual bị chặn ở Việt Nam vài ngày trở lại đây, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức đáng báo động. Do vậy, nhiều người sử dụng smartphone đã chủ động tải về các ứng dụng thông báo chất lượng không khí để tìm cách giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trong số các ứng dụng đo chất lượng không khí phổ biến nhất hiện nay là AirVisual của IQ Air Đây là tổ chức sở hữu lượng dữ liệu tổng hợp lớn nhất về chất lượng không khí. Dữ liệu này được thu thập từ các trạm quan trắc không khí của nhiều chính phủ và tổ chức phi chính phủ trên toàn cầu. Tuy nhiên đến tối ngày 6 tháng 10, nhiều người sử dụng Việt Nam cảm thấy bất ngờ khi không thể tìm ra ứng dụng eVizua trên các chợ ứng dụng dùng cho di động. Khi truy cập vào trang web của IQE eVizua, Air người dùng vẫn có thể tìm đến ứng dụng eVizua theo đường dẫn trên website. Thế nhưng khi click vào các đường link này, thông tin từ chợ ứng dụng cho biết eVizua không có sẵn ở quốc gia của bạn. Đây là điều khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên bởi trước đó chỉ một ngày, việc tải về và sử dụng eVizua vẫn diễn ra bình thường hiện vẫn chưa rõ vì sao ứng dụng eVisual không hỗ trợ tải về cho người dùng Việt Nam. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể tải về eVisual nếu chuyển vùng sang một quốc gia khác. Ở thời điểm hiện tại, thông tin về tình hình chất lượng không khí tại hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn có thể cập nhật bình thường trên web của của IQE Air Do vậy, trong trường hợp không thể tải về ứng dụng eVisual, người dùng có thể theo dõi chất lượng không khí bằng cách truy cập vào website của tổ chức này. Với những người đã tải về ứng dụng eVisual, Việc sử dụng và cập nhật thông tin từ ứng dụng này vẫn diễn ra bình thường. Tại Hà Nội, IQAir Visual thu thập dữ liệu từ 14 trạm kiểm soát không khí, gồm có 10 trạm thuộc chính phủ, đó là mạng lưới quản lý chất lượng không khí Hà Nội, Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và các tổ chức phi chính phủ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, IQAir Visual có dữ liệu từ 7 trạm gồm lãnh sự quán Mỹ và các tổ chức phi chính phủ. Ở thời điểm tối ngày mùng 6 tháng 10, mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đang ở mức trung bình không quá ô nhiễm, theo thang đánh giá của IQAir Visual, theo đó, Hà Nội hiện xếp thứ 15, trong khi thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 41 về mức độ ô nhiễm không khí.